tình môi trường tuy mới hoàn thành hồi năm 2021 nhưng hồ chứa nước xã Lại Sơn huyện Kiên Hải đã dư hư hỏng gây ngập chưa thể cung cấp nước sạch cho hàng ngàn gia đình trên đảo theo báo VnExpress hôm 27 tháng 7 cách đất liền khoảng 30 km Lại Sơn là xã đảo đông dân nhất huyện đảo Kiên Hải với hơn 2.000 gia đình người dân trên đảo thường xuyên thiếu nước ngọt sử dụng nhất là vào 4 tháng mùa khô các gia đình phải mua nước sinh hoạt với giá là 50.000 cho đến 150.000 đồng một khối tùy theo khoảng cách vận chuyển để giải cơn khát cho người dân. Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đầu tư kinh phí là 72.3 tỷ đồng để xây hồ chứa nước sạch đã qua xử lý có dung tích hơn 80.000 m khối. Sự dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, công trình làm y ạch nên đến năm 2021 mới xong. Điều đáng nói là khi vừa chuyển giao cho đơn vị vận hành thì lại gặp nhiều trục trặc về địa chất, kỹ thuật, viện tích nước không bảo đảm. Ông Giang Văn Tài, chủ tịch xã Lại Sơn cho biết hệ thống của hồ bị vỡ, khiến nước tràn xuống khu dân cư giữa đêm khuya làm nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại, trôi mất. Hồ chứa đã hai lần xảy ra hư hại cùng với mưa lớn đã gây ngập úng cho cả khu vực vào năm 2021 và lần gần nhất đây, cả cách đây chừng một tháng, bị người dân phản ứng. Ủy ban xã Lại Sơn đã đề nghị cấp trên khắc phục bảo đảm an toàn cũng như sớm cấp nước cho người dân. Bởi vì nếu thời tiết khô hạn, nắng nóng oi bức kéo dài, không xuất hiện không xuất hiện mưa trái mùa thì vấn đề thiếu nước sử dụng của cư dân trên đảo trở nên nghiêm trọng hơn. Chưa hết, ngoài việc cấp nước cho hàng ngàn gia đình, hồ chứa nước ở xã Lại Sơn còn phục vụ nước cho rất nhiều du khách đến đảo Hòn Sơn. Nói với báo Vietnam Express, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho biết hiện hồ nước đã được khắc phục trục trặc, hồ vẫn đang tích nước song chưa biết chính xác thời gian khi nào cấp nước cho người dân. Trước mắt địa phương cần hoàn thiện thêm một hệ thống ống dẫn nước, kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Theo báo đầu tư, huyện Kiên Hải được ví như Vịnh Hạ Long thứ hai là huyền đảo của tỉnh Kiên Giang với dân số hơn 20.000 người, chủ yếu là sống bằng biển. Toàn huyện có diện tích đất khoảng 30 km vuông bao gồm 23 hòn đảo lớn nhỏ với 4 xã Nam Du, An Sơn, Lại Sơn, và Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện. Trong đó, quần đảo Nam Du có 21 hòn đảo bao quanh và được quy hoạch là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở biển Tây. Vì thế, việc thiếu nước ngọt ở đây không nhận ảnh hưởng bất lợi đến đời sống sinh hoạt của cư dân mà còn cản trở mục tiêu phát triển trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và kém thu hút du khách đến du lịch.